lặng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghe chuông phiền não tan mây khói, y lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vương tâm hoa tuệ nở muôn nơi. Nghe chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sinh, xa địa ngục lìa hầm lửa dữ, nguyện thành Phật độ chúng sinh, an già ra đế gia toàn hạ, an già ra đế gia toàn hạ, an già ra đế gia toàn hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Tôn A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, ngày hôm qua tôi đã chia sẻ đến với đại chúng thiện căn của những hành giả tu tập pháp môn Tịnh Độ. Sáng nay ngày 22 tháng 7 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 19 tháng 8 2022, trong pháp hội này chúng tôi tiếp tục chia sẻ pháp thoại phước đức của những hành giả tu tập pháp môn Tịnh Độ. Thưa đại chúng, không có phước đức thì chúng ta không có nhân duyên làm người. Thì lấy nhân duyên nào, điều kiện nào để chúng ta có thể tu tập Tịnh Độ và vãng sanh Tịnh Độ của chư Phật, mà nhất là Tịnh Độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Cho nên những hành giả tu tập pháp môn Tịnh Độ trước hết là phải quy y Tam Bảo, quy kính Tam Bảo. Nếu không có quy kính Tam Bảo thì không có nền tảng của phước đức để tu tập, để thành tựu các pháp phước báo hữu lậu, vô lậu, và không thể thành tựu phước báo để mà tu tập pháp môn Tịnh Độ và sanh vào thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà nói riêng, và du hành cúng dường đến Tịnh Độ của chư Phật khắp cả mười phương nói chung. Cho nên muốn đạt tới ước nguyện rằng mình sẽ tu tập pháp môn Tịnh Độ thành công và kết thúc sinh mệnh này, mình sẽ sanh vào được thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, và từ đó mình tiếp tục tu học, rồi mình sẽ làm tất cả các Phật sự và đóng góp sự tu học của mình vào cảnh giới của chư Phật mười phương. Tất cả những ước nguyện đó
nó phải đi từ nơi gốc rễ, là chúng ta phải biết quy y Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là gốc của phước đức. Mà không quy y Tam Bảo là không có cái gốc của phước đức. Đây là điều mà đại chúng phải lưu ý, phải nhớ lấy. Khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, vì bổn sư truyền giới hướng dẫn cho chúng ta, đệ tử chúng con quy Phật nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy y trời thần quỷ vật. Mình phải nói bằng cái tâm tín thành. Còn nếu quy y mà không đối diện trước vị tăng mà nói lên lời ước nguyện đó bằng tất cả tâm tín thành thì việc quy Phật của mình không thành tựu. Đây là điều mà đại chúng phải lưu ý. Nhất là giới xuất gia. Tiếp theo là giới cư sĩ tại gia. Nếu mà mình không nói điều ấy trước một vị tăng, trước một vị tỳ kheo tăng bằng tất cả tâm tín thành thì việc quy Phật của chúng ta không thành tựu giới thể. Và quy pháp, con nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy ngoại đạo tà giáo. Nói lên điều đó theo vị thầy hướng dẫn và nói bằng tất cả tâm thành của chúng ta, chứ không phải nói theo thói quen, mà nói bằng tất cả cái tâm thành của chúng ta, nói bằng tất cả cái ý thức tỉnh giác của chúng ta. Từ đó giới thể nó thành tựu. Để từ chúng con quy tăng, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy bè bạn xấu ác. Nói rõ ràng, nói một cách trong sáng, nói ở trong sự tỉnh giác, nói ở trong cái sự chánh niệm. Từ đó giới pháp của ba pháp quy y mới thành tựu trong cái tín tâm quy y của chúng ta. Từ đó phước đức của chúng ta bắt đầu phát sinh. Và từ đó các cái thiện căn tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si ở nơi chúng ta mới được củng cố. Và khi củng cố rồi thì nó thực sự có mặt để nó lớn lên với cái pháp học, pháp hành của chúng ta ở nơi ba pháp quy y. À, quý vị biết rằng tỳ kheo ni phạm giới ái cứu, Phật tử phạm giới ái cứu, Tam Bảo cứu. Mà bây giờ mình không nương tựa Tam Bảo thì ái cứu không có ái cứu hết. Mình muốn thoát ly các cái ác nghiệp đạo, ái cứu Tam Bảo cứu. Bây giờ mình không quy Tam Bảo bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả cái niềm tin thanh tịnh của chúng ta, thì ai cứu chúng ta thoát ly ác nghiệp đạo để sanh về thế giới của thiện nghiệp đạo, từ đó có nhiều cơ duyên tu học để mà tiến lên các cái vị trí cao hơn. Cho nên phạm giới Tam Bảo cứu, nhưng mà quý vị phạm tam quy là không còn ái cứu nữa hết. Tỳ kheo ni mà đi nói xấu Tam Bảo, ưu bà tắc, ưu bà di mà đi nói xấu Tam Bảo thì hết chỗ cứu rồi, có phải không? Đồng tới xương tủy của mình rồi thì chỉ có chết thôi. Chết ở trong biển cả sinh tử, bị đắm chìm trong biển cả sinh tử muôn kiếp, không bao giờ thấy một điều thiền để hướng tới, chứ đừng nói là thấy được Tam Bảo. Đây là điều mà tất cả các hành giả tu tập tịnh độ phải lưu ý.
Mà không phải hành giả tịnh độ tu tập lưu ý đâu. Bất cứ hành giả nào mà muốn chấm dứt sinh tử, thoát ly khổ đau, thì phải quy kính Tam Bảo. Tu thiền cũng vậy. Tu thiền mà không thiết lập trên nền tảng Tam Bảo, thì thiền đó là thiền gì? Thiền đó là thiền của ngoại đạo. Chỉ có ngoại đạo mới không quy kính Tam Bảo thôi. Cho nên tu thiền mà không thiết lập trên nền tảng quy kính Tam Bảo, thì thiền đó là thiền của ngoại đạo. Trì chú mà không thiết lập trên nền tảng Tam Bảo, thì đó là trì chú của ngoại đạo. Ăn chay mà không thiết lập trên nền tảng có Tam Bảo, thì đó là ăn chay của ngoại đạo. Cho nên tất cả những cái thiền căn phải được Tam Bảo nuôi dưỡng, phát triển. Vì vậy mà hành giả tu tập tịnh độ không thể không quy Tam Bảo và không thể không thiết lập trên nền tảng Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là gốc rễ nuôi lớn các thiện căn và chăm sóc các thiện căn và nuôi lớn các thiện căn trong mọi không gian, trong mọi thời gian. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có thập phương thường trú Tam Bảo. Hành giả tịnh độ khi mà quy Tam Bảo không phải là con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Phật, con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Pháp, con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Tăng. Hành giả tịnh độ không phải ngang đó, không phải quy Phật, Pháp, Tăng ngang đó với thời gian ngắn ngủi như vậy đâu. Nếu mà mình chỉ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trọn đời, nhưng mà khi mình chết, giới Pháp quy Tam Bảo không còn nữa, bởi vì trọn đời chứ mấy. Từ nay cho đến trọn đời. Như vậy thì chết rồi, đời sau rồi. Như vậy thì khi mình chết, mình không có Tam Bảo nương tựa rồi. Bởi vì mình quy từ nay cho đến trọn đời chứ mấy. Vì quy từ nay cho đến trọn đời, cho nên khi mà các căn của mình hoài diệt, thì Tam Bảo nơi thân của mình cũng hoài diệt luôn. Và trong tâm mình thì không còn Tam Bảo nữa. Bởi vì cái ước nguyện của mình là chỉ trọn đời thôi. Cho nên những người mà quy Phật từ nay cho đến trọn đời, người đó sau khi chết không biết đi đâu hết. Chỉ đi theo cái nghiệp, cái chủng tử của thiện ác mà tái hiện lại đời sau. Đây là quý vị phải lưu ý để mà tu học. Cho nên hành giả tu tập tịnh độ, quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật. Quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy bè bạn xấu ác. Chứ không phải là quy từ nay cho đến trọn đời. Bởi vì mình nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Cho nên cái thiện căn phước đức của mình, nó không phải lớn lên cho mình một đời, nó không phải nuôi dưỡng những gì tốt đẹp cho mình một đời, mà nó tiếp tục nuôi dưỡng cho mình nhiều đời tiếp theo. Và chính cái đó, nó đẩy chúng ta đi tới được với chánh pháp, đẩy chúng ta đi tới được với Phật Pháp, đẩy chúng ta đi tới được với cảnh giới của chư Phật hiện tại và tương lai. Cho nên cái hành giả tu tập tịnh độ, chúng ta phải là quy Tam Bảo thì nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật. Cho nên khi mà ta xả bỏ báo thân, những cảnh giới, thiên quốc, thiên công, bao nhiêu cảnh giới lồng lại hiện ra mà không phải cảnh giới của Phật, thì ta không có tới, ta không nghĩ tới, và ta không bước tới đó để tái hiện đời sau. Ta không bị lạc đường, bởi vì đó không phải là ước nguyện của chúng ta khi chúng ta quy y.
Tam Bảo. Cho nên là hành giả tu tập tịnh độ, ngay cả ba pháp quy y thôi, nó đã có một ý nghĩa đặc biệt và thù thắng so với những vị mà có căn cơ gọi là hàng hữu. Cái phước báo của họ hàng hữu, chỉ gặp Phật được một đời thôi. Còn mình là hành giả tịnh độ thì đời đời kiếp kiếp đều được gặp Phật, đều đời đời kiếp kiếp đều gặp được chánh pháp, đời đời kiếp kiếp đều gặp được chúng ta. Và sinh ra ở không gian nào chúng ta cũng có Phật pháp ta. Cho nên ở cõi ta bà ta cũng có Phật pháp tăng để tu, về tịnh độ chúng ta cũng có Phật pháp tăng để tu. Lỡ ra ta có tái sinh, chưa về được tịnh độ, chưa lên được các cõi trời, chưa về được các cái cảnh giới của các bậc thánh, mà sinh vào Diêm Phù Đề này mình cũng có Phật pháp để tu, sinh vào ở nơi cái cõi người Tây Ngưu Hóa Châu mình cũng có Phật pháp để tu, mà sinh vào ở nơi Đông Thăng Thần Châu mình cũng có Phật pháp để tu. Chỉ trừ ra sinh vào xứ Bắc Cô Lô Châu, cái cõi người ta đó sướng quá, không nghĩ tới Phật pháp, cho nên cõi đó không có Phật pháp để tu. Cho nên cái người mà đã quy Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ Phật, quy pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoài đạo tà giáo, quy tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy bè bạn xấu ác, vì đó không bao giờ đọa vào địa ngục ngao, không bao giờ đọa vào ngạ quỷ, không bao giờ đọa vào súc sinh, không bao giờ rơi vào nước cõi người Bắc Cô Lô Châu, không bao giờ sinh vào cõi trời Trường Thọ Thiên, và cũng bao giờ sinh vào ở nơi cõi trời Sơ Thiền, cõi trời Phạm Chúng, Phạm Phù và Đại Phạm. Tại sao? Bởi vì đó không phải là ước nguyện. Tu mà để đọa địa ngục thôi, tu làm gì nữa? Địa ngục mình ưa tu, ai cho mình tu? Mình đâu có cái chủ quyền chi nơi địa ngục đâu. Cho nên người đi ở tù rồi làm gì có cái quyền gì, không có quyền gì hết, không được phép đòi hỏi bất cứ cái gì hết, bởi vì đã vào ở tù rồi là mất hết mọi cái chủ quyền. Đọa vào địa ngục rồi thì mọi chủ quyền sống đều không có, tức là hoàn toàn sống thụ động theo cái nghiệp bất thiện và thọ cái quả dị thục từ nơi cái nghiệp bất thiện tạo nên. Cho nên chúng sanh nơi địa ngục thì không có chủ quyền gì về việc tu hành hết. Ở nơi thế giới có người này này, mình còn có chủ quyền này, mà mình không nắm lấy cái chủ quyền này để tiếp tục tu học và nuôi lớn thiện căn, để khi mà rơi vào địa ngục rồi thì khi đó mới đi đòi chủ quyền. Chủ quyền đâu nơi địa ngục mà đòi. Cho nên quy Phật rồi, mà thật sự là quy Phật bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự hành trì của chúng ta, thì mới không đọa vào địa ngục. Chứ còn quy Phật nơi lỗ miệng không, dễ đọa địa ngục lắm. Bởi vì quy Phật nơi miệng không, còn quy Phật bằng chính hành động của mình, bằng chính cái tâm thành của mình đó. Cho nên quy Phật bằng chính cái tâm thành của mình, bằng chính cái hành động của mình, bằng chính cái đời sống của mình, thì mới không đọa vào địa ngục. Quy pháp, thực hành pháp, sống với pháp, chết với pháp thì mới không đọa vào cái loài ngã quỷ. Quy tăng, sống chết với tăng. Tăng là cái nếp sống của mình, chỗ hướng thượng của mình, là chỗ gieo trồng phước đức của mình mỗi ngày như thế, mỗi tháng như thế, mỗi năm như thế, mỗi đời như thế, thì không bao giờ đọa làm súc sinh. Và tu tập không có hưởng thụ, mình chỉ có cái nhu cầu tối thiểu, chứ mình không có cái nhu cầu tối đa. Tu hành mà nhu cầu tối đa thì ăn mày rồi.
đó là cái chắc rồi. Cho nên tu hành chỉ có cái nhu cầu những cái vật chất tối thiểu để yểm trợ cho mình tu hành. Chứ còn tu hành mà có những cái nhu cầu vật chất tối đa thì trước sau gì những người tu đó rơi vào địa ngục rồi, rơi vào ngạ quỷ rồi, rơi vào súc sinh. Tu hành mà còn nhu cầu những cái vật chất tối đa thì đó là cái loài súc sinh không biết gì hết. Cái loài sống si tâm, si tính thì lại đương nhiên sống với cái si đó, tà kiến đó thì sẽ rơi vào cái loài súc sinh. Nhu cầu tối đa mà không đáp ứng được cho nên thèm khát, cuối cùng nó rơi vào cái thế giới ngạ quỷ. Nhu cầu mà không đạt được thành nó điên trộm cướp giết người, đọa vào súc sinh, đọa vào địa ngục. Cho nên người tu tập, dù là giới xuất gia hay giới tại gia, dù là con người bình thường, không có tôn giáo, mà chúng ta muốn có an lạc, chúng ta không có cái nhu cầu vật chất tối đa, chúng ta chỉ có nhu cầu tối thiểu thôi, thì từ đó chúng ta thành tựu được phước báo hữu lậu, gọi là hữu lậu thiền. Mà chúng ta nỗ lực tu hành, chúng ta thành tựu được phước báo vô lậu, phước báo vô lậu thiền. Còn nếu chúng ta chạy theo vật chất và nhu cầu nó cái mức tối đa thì kết thúc cuộc đời chúng ta chỉ có tìm địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà tới thôi. Và vì sao mà chúng ta tu, chúng ta không rơi vào, không bước vào cái thế giới cõi người ở Bắc Cô Lô Châu? Bởi vì đó là thế giới sướng quá. Tuổi thọ họ đến 1.000 năm. Và đàn ông, đàn bà mà thương nhau, họ không phải như là cõi dân phù đề mình đâu. Họ thương nhau là họ chỉ nhìn nhau thôi. Họ nhìn nhau mà họ thấy hạnh phúc. Và từ đó người nữ thụ thai. Và khi thụ thai mới đến ngày sinh nở, không cần vào bệnh viện như chúng ta, không cần có bà mụ đỡ sinh như chúng ta, mà nó tới dưới một gốc cây, cây đó nó phủ lá xuống và cô gái đó sinh. Và sinh ra chỉ có mấy ngày là con người được sinh đó, nó đi đứng đàng hoàng. Đó, cái phước báo nó như vậy. Tôi chưa đến đó, nhưng mà tôi học kinh, nghe trong kinh diễn tả như vậy. Cho nên tôi nói là nói theo kinh, mà không phải là nói theo kinh nghiệm của mình, bởi vì mình chưa có kinh nghiệm đó, quý vị hiểu không? Nhưng mà những gì kinh nói, Đức Phật nói, thì chắc chắn là 100%. Phật không bao giờ nói dối chúng ta. Tổ chú giải, tổ chú thích cũng 100%. Bởi vì tổ là hiểu được cái tâm và yếu chỉ của Phật mà chú giải. Cho nên gọi là minh Phật tâm tông là tổ. Cho nên tổ cũng là một hình thức ứng hóa thân của Phật. Cho nên mình tu mà không tin Phật, tin tổ thì tin ai bây giờ? Có đôi vị họ tu họ phỉ báng luôn cả Phật, phỉ báng luôn cả tổ. Thì thôi hết rồi. Hết rồi. Không còn chi nữa để nói. Cho nên tôi nói như vậy để đại chúng thấy. Tôi cũng chưa sanh lên cõi trời sơ thiện gì hết. Nhưng mà trong kinh nói chưa chứng được A-la-hán, cho nên chưa đạt tới cái chỗ vô sinh. Chưa đạt tới cái cứu kính niết bàn. Các vị còn phải tu tiếp. Nhưng mà họ không còn có cái duyên với cõi dục giới này nữa. Bởi vì ái dục của họ đã hoàn toàn vĩnh ly. Nhưng mà cái ái kiến, ái tưởng nó còn. Tuy không trở lại nơi dục giới, nhưng mà phải sanh vào sắc giới để tiếp tục đoạt trừ các cái lậu hoặc còn lại thuộc về ái kiến, ái tưởng. Sau đó mới đi vào tứ thiền, an trú ở xả thọ và phát khởi bốn vô lượng tâm rộng lớn. Và từ đó đi vào diệt thọ tưởng định mới chứng A-la-hán.
Như vậy thì các vị thánh giả A-na-hàm á, họ không bao giờ sinh vào ở nơi cõi sơ thiền, các cõi trời sơ thiền, đại phạm, phạm chúng và phạm phụ. Vì sao? Bởi vì đó là các cái cõi trời mà sống với cái tâm kiêu mạn. Ta là tổ phù của muôn loài, ta là thế này, ta là thế kia. Thì đó không phải là cảnh giới, không phải là ước nguyện của các vị thánh giả hướng tới. Cho nên là nếu mình không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng và không quy đời đời kiếp kiếp, thì Phật đâu mà dẫn đường, Pháp đâu mà dẫn đường, Tăng đâu mà dẫn đường. Cho nên chúng ta hành giả tu tập tịnh độ, chúng ta quy Phật là chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy trời thần quỷ vật. Chúng ta quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy ngoài đạo tà giáo. Chúng ta quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy bè bạn xấu ác. Quý vị có nhớ không? Nhưng mà quy y khi nào? Ngày nào mình cũng quy y như thế. Chúng phải nói một lần rồi là thôi. Quý vị có thấy mình có cái nhược điểm là hay quên không? Cho nên mình phải nói điều đó mỗi ngày. Cho nên bất cứ việc gì, mình cũng phải nói điều đó để nhắc nhờ cái tín tâm của mình, cái thề nguyện của mình, cái hướng đi của mình. Ngủ dậy, làm vệ sinh xong, chùa có chánh điện, nhà mình có bàn Phật. Trước khi đi làm bất cứ công việc gì, đến trước bàn Phật hay vào chánh điện, chắp tay lại cách công kính và nói rằng: đệ tử chúng con, tỳ kheo Thích Thái Hòa, hay là tỳ kheo Thích Như Hạnh, hay là tỳ kheo ni Thích Nữ Như Bửu, tỳ kheo ni Thích Nữ Tình Nguyện, vân vân. Quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy trời thần quỷ vật. Quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy ngoài đạo tà giáo. Quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy bè bạn xấu ác. Quý vị cư sĩ thì cũng đứng trước bàn Phật nơi nhà mình, sau khi thức dậy làm các công việc cần thiết để sạch thân tâm của mình, và trước khi đi làm bất cứ công việc gì cũng đến trước bàn Phật nhà mình mà nói: đệ tử chúng con Ưu Bà Tắc, đệ tử chúng con Ưu Bà Di, nguyện văn thành Pháp Chánh Tâm Nguyện, hay là nguyện thì Thủy Dương Pháp Chánh Nguyên Minh, quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy trời thần quỷ vật. Quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy bè bạn xấu ác. Lại xuống ba lại. Xong rồi, mình niệm ba danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và mình đi làm việc. Tối về, trước khi ngủ, lên chánh điện hay trước bàn Phật của nhà mình, cũng chắp tay lại nói: đệ tử chúng con tỳ kheo ni, hay là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy bè bạn xấu ác. Lại xuống ba lại, rồi ngồi xuống, ngồi trước bàn Phật. Không có bàn Phật thì mình ngồi tại cái phòng nghỉ của mình, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Niệm một hơi như vậy là 10 niệm, niệm cho đến 108 niệm.
ý thức rất rõ. Và sau khi niệm xong rồi là nguyện cho con khi xả bỏ báo thân này một cách nhẹ nhàng và cho con được thấy Đức Phật A Di Đà trước mắt, bao nhiêu chướng ngại đều được tiêu trừ. Cứ thực tập mỗi ngày ba pháp quy này, mình tu càng ngày nó càng mới, càng thú vị, càng vững chắc. Không có gì để mà mình lung lay giữa đời này nữa hết. Mở mắt ra bình minh mình có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ lối đứa đường. Tối về mình có Đức Phật A Di Đà nương tựa. Và kết thúc sinh mình thì mình có cái cảnh giới của Phật A Di Đà để đi về. Cho nên công trình giáo hóa chúng ta là công trình của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thành quả của chúng ta là thành quả mà chúng ta đi về với Đức Phật A Di Đà. Và ở nơi đó chúng ta tiếp tục tu học để mở rộng tầm nhìn chúng ta, mở rộng cái nghe của chúng ta, mở rộng cái thấy của chúng ta, mở rộng cái tiếp xúc của chúng ta, mở rộng cái tâm hồn của chúng ta. Thế thì tỳ kheo, tỳ kheo ni, quý cô, quý thầy còn thấy mất hướng không? Dù cho cuộc đời nó có điên đảo như thế nào, đó là chuyện muôn đời của cuộc đời. Chỉ có mình mất hướng, tu hành mất hướng mới than, mới thở thôi. Sáng mình đã có cái định hướng, và buổi chiều mình đã có kết quả. Ngày đó mình làm cái gì? Cộng là làm trong cái tinh thần quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đời đời kiếp kiếp. Và buổi chiều tối đi ngủ, mình đã thu hoạch kết quả rồi. Và kết quả đó nó lớn lên mỗi ngày. Và cái nhưng đó nó vững chãi mỗi ngày. Như vậy thì các thầy, các cô còn có than thở gì nữa đâu. Có gì nữa để mà than thở. Các vị ưu bà tắc, ưu bà di còn có gì nữa để than thở. Có gì nữa để than thở? Chỉ vì không quy y Tam Bảo, hoặc là quy y mà không chí thành, không chí thiết. Không quy y bằng tất cả cái trái tim của mình, không quy y bằng tất cả lòng tinh thần của mình, mà quy y có tính cách hình thức, hoặc là không có tính cách hình thức là bởi vì mình vô phước gặp các cái vị giới sư truyền giới nó mang tính hình thức mà không phải là thực sự là thương quần chúng mà quy y cho họ, thương chúng sinh mà quy y cho họ, và yêu quý chánh pháp mà quy y để chánh pháp được trường tồn. Đúng như những gì mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đúng như những gì mà chư tổ chúng ta được kế thừa, mà quy y để cho mình có đệ tử cho nhiều, để mà báo cáo. Cho nên quy y là mình phải hết lòng hướng dẫn cho cái người được quy y họ hiểu rõ. Và quý vị thấy khi mà quy y thật sự như vậy rồi á, là đó là ngày mình bắt đầu sinh ra ở trong chánh pháp. Chứ không quy y thì lấy gì mà sinh ra trong chánh pháp. Và quý vị biết rằng là ông Archimedes á, là một triết gia Hy Lạp. Ông nói rằng nếu mà cho ông có một điểm tựa thì ông đỡ cái trái đất này lên trên đầu móng tay. Tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta, ưu bà tắc, ưu bà di chúng ta có đến 3 điểm tựa Phật Pháp Tăng. Thì chuyện mà chúng ta không nhận đỡ cái quả đất này trên đầu móng tay mà chúng ta vượt qua cái quả sinh tử này một cách nhẹ nhàng. Thì tại sao chúng ta không đặt hết cái sinh mình của chúng ta vào ở trong Tam Bảo? Ta gắn liền cái đời sống của chúng ta ở trong Tam Bảo. Phật Pháp suy đồi thì chính phước báo chúng ta không còn. Phước báo chúng ta còn là vì Tam Bảo được chứng hứng, chánh pháp được trường tồn. Và tất cả những người chung quanh ta đều yêu mến điều thiền, đều yêu mến chánh pháp. Và khi mà tất cả mọi người đều yêu mến điều thiền, đều yêu mến chánh pháp,
thì đó là chánh pháp tồn tại. Chánh pháp tồn tại thì phước đức của chúng ta còn có chỗ để gieo trồng và lớn lên. Cho nên cái người tu hành chúng ta tu bất cứ cái điều kiện nào, trong hoàn cảnh nào, dù là người xuất gia hay tại gia, trong đời sống vật chất chúng ta thì có cái nhu cầu tối thiểu. Nhưng mà vì lợi ích chúng sinh thì chúng ta có cái nhu cầu tối đa. Còn người đời á, thì đối với bản thân họ, họ nhu cầu vật chất tối đa, nhưng lợi ích cho người khác thì họ chỉ có cái nhu cầu tối thiểu. Vì vậy mà họ muôn đời là chốc đầu đi xuống. Còn người xuất gia biết tu tập thì muôn đời ngưỡng đầu mà đi lên. Như vậy thì bữa này mình thấy mấy cái vị tu hành mà đi xe sang trọng quá thì mình thấy vị đó đang đi đâu? Đang đi ngược, đang đi đầu xuống đất. Mình biết là họ đang đi đầu xuống đất rồi. Tức là trái hoàn toàn với chánh pháp, trái hoàn toàn với chí nguyện xuất gia của họ. Chính họ phản bội họ chứ không ai khác. Cho nên là mình phải làm thế nào để tam bảo thực sự có mặt trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải biến cái niềm tin chúng ta trở thành đời sống của chúng ta, thì mới thay đổi được những cái trục tự trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tam bảo là cái mảnh đất tốt nhất để chúng ta gieo trồng phước đức và nuôi lớn phước đức, nuôi lớn thiện căn của chúng ta. Đây là điều mà đại chúng phải lưu ý. Phần này chúng tôi cũng muốn nói với đại chúng nhiều lắm, nhưng mà thì giờ nó hạn chế. Cho nên hy vọng rằng có những khóa tu tiếp theo và chư tăng ni cũng như Phật tử chúng ta cùng về đây tu học. Vài ba tháng mình về đây tu học một tuần. Hòa thượng viện chủ ở đây cũng như là thượng tọa trụ trì và chư tăng ở đây cũng như là các cái vị mạnh thường quân là cố gắng hỗ trợ, thì chúng ta lâu lâu về đây, vài ba tháng về đây tu tập một tuần, chúng ta quét những cái bụi bặm mà chúng ta mấy tháng đi hành đạo, đi hoằng pháp, đôi khi bụi bặm nó dính vào, mình có cơ hội để mà quét, mà giúp nhau quét sạch những cái bụi bặm đó. Cho nên có những cơ hội như vậy là rất tốt, mà phước báo rất lớn, lớn lắm. Cho nên quý vị đã thấy được rằng là cái phước đức mình nó lớn lên từ đâu chưa? Nó lớn lên là vì chúng ta tín kính Đức Phật. Đức Phật là phước trí vẹn toàn. Như vậy thì mình muốn gieo trồng phước đức mà không nương nơi Phật mà nuôi lớn, thì nương ở đâu mà gieo trồng, nương ở đâu mà nuôi lớn? Đó. Cho nên Phật là trí tuệ hoàn hảo, phước đức hoàn hảo. Cho nên gọi là lượng tốc tôn là vậy. Và pháp là cái con đường giúp mình đi tới cái sự hoàn hảo đó. Thế mình không còn nương tựa ai nữa, nương tựa cái gì giữa này nữa. Chư thiên còn nương tựa Phật. Đức Phật sau khi thành đạo rồi thì Phạm Thiên Sambati, tức là chúa tể của loài người mà Bà La Môn giáo ca ngợi, Đế Thích là chúa tể của loài người mà Cơ Đốc giáo ca tụng, tất cả những vị đó đều xin Phật làm đệ tử và hộ trì Đức Phật, chuyện vận pháp luôn hết. Như vậy thì trên trời dưới đất có ai bằng Phật nữa đâu. Mà mình được làm con Phật rồi mà còn chạy lăng xăng làm gì nữa. Ở đời làm con đại gia thôi, đi vặn mặt lên trời rồi, có phải không? Làm con của mấy ông vua thôi, tiểu vương thôi đã nghênh ngang rồi, quốc vương họ đã nghênh ngang rồi, làm chuyện luân thanh vương ghê gớm rồi, thống nhất bốn châu thiên hạ rồi. Đó là phước báo cực kỳ của thế giới loài người rồi. Nhưng mà tất cả những vị đó so với phước đức của Phật á, nó không bằng một cái hạt bụi. Không bằng một cái hạt bụi nữa. Không là cái gì cả. Bây giờ mình đi xuất gia rồi, đi tu rồi, con của Phật rồi mà sao hèn đến thế? Tại sao hèn đến thế? Hèn là vì có châu báu trong treo áo rồi mà quên mình là quy Phật, quyền đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật,
quy pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy, ngoài đạo Tà giáo, quy tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy, bè bảng châu ác. Cái viên châu báu nó nằm trong chéo áo mà quên đi. Rồi cuối cùng làm cái gì? Quý thầy, quý cô, quý ưu bà tắc, ưu bà di, làm thân cộng tử. Con của Đức Phật rồi, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, có phải không? Thập phương thế giới diệt vô tỷ, phải không? Thế gian sở hữu ngã tận kiến, phải không? Nhất thiết vô hữu như Phật giả, phải không? Cái lời tán đó của ai? Lời xưng tán đó của ai? Lời xưng tán đó là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Thấy hình ảnh của Đức Phật phất xa, tu tập phước trí vẹn toàn, đức độ tuyệt vời. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi hành Bồ Tát Đạo thấy hình ảnh đó và có lời xưng tán. Đức Phật phất xa: Ngài ơi, trên trời dưới đất không có ai bằng Ngài hết á. Con đi khắp rồi, phước đức và trí tuệ không ai bằng Ngài hết. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Con đi khắp cả mười phương thế giới, cũng không ai có thể so sánh được cái phước đức trí tuệ với Ngài hết. Mười thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến. Thế gian là gì? Là thế giới trời người đây. Cái phước bao lớn nhất là phi tượng phi, phi tượng chứ. Mà phước báo thấp nhất là con người đây. Mà ở trong thế gian này, con đi khắp rồi cũng không thấy ai. Không thấy ai hết. Không thấy ai có thể so sánh được cái phước đức và trí tuệ của Ngài hết. Cho nên nhất thiết vô hữu như Phật dạy. Tất cả thánh phàm, không có ai có thể so sánh phước đức và trí tuệ đối với Ngài hết. Thế gian không so sánh rồi, mà các bậc thánh giả, thanh văn phước đức của quý vị đó cũng thế so sánh gì được với các Ngài. Phước đức các vị duyên giác cũng không thể so sánh gì đối với phước đức và trí tuệ của Ngài. Cho đến các vị Bồ Tát mà con cũng đã từng tu tập thân cần và bạn bè chơi với nhau, hành đạo với nhau, đồng hành với nhau, thấy các vị Bồ Tát cũng không ai có thể so sánh được với Ngài. Cho nên nhất thiết vô hữu như Phật giả. Đó là lời cảm thán, lời tán thán của Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo, đứng trước Đức Phật phất xa. Như vậy quý vị thấy cái giờ phút này đây, mình được làm đệ tử Phật, xuất gia tại gia, rồi được ngồi ở trong pháp hội này mà tu mà học, quý vị thấy có vinh dự nào hơn vinh dự này nữa không? Có may mắn nào hơn may mắn này nữa không? Mà muốn duy trì cái điều này, chúng ta phải làm gì mỗi ngày? Cho nên buổi sáng sau khi thức dậy, chúng ta làm những công việc cần thiết rồi là đến bàn Phật ngay, để nói lên ba lời pháp quy và nguyện. Ngày này sống với ba pháp đó. Và tôi về trước khi đi ngủ cũng nói lên ba pháp đó, mà nói bằng cái tâm tín thành, chứ không phải nói bằng thói quen nghe. Tôi muốn nói với đại chúng rằng chúng ta nói bằng tất cả cái trái tim, bằng tất cả cái tâm thành của chúng ta, chứ không phải nói bằng thói quen, cũng phải nói bằng đối phó. Mình nói bằng đối phó, Đức Phật Ngài cười: mấy đứa niên tới nói dối. Ôi, tu mà nói dối, xấu hổ, thứ không có tạm, có quý gì hết. Cho nên mình nói bằng cái tâm lòng, bằng nói bằng cái tín thành. Chúng ta có thể nói dối với ai được, nhưng mà chúng ta không nói dối với Phật được đâu. Vì sao? Vì Phật có tha tâm thông. Mình khởi niệm là Phật biết rồi. Cho nên chúng ta đến với Phật, chúng ta đừng có dối, đừng có đối phó.
đối phó với ai thì được, nhưng mà đừng đối phó với Phật, nhớ chưa? Rồi thì trong đời sống hàng ngày, chúng ta cụ thể hóa ba pháp quy y đó bằng cách chúng ta thực tập năm giới, không sát sanh, để nuôi lớn cái tâm từ bi của chúng ta. Giải tỏa mọi oán kết giữa ta với người thân chúng ta. Giải tỏa mọi oán kết giữa ta với mọi người chung quanh, với lục đạo chúng sinh. Bởi vì oán kết là từ nơi sát sanh mà tạo ra. Cho nên vợ chồng mà gây nhau cũng từ nơi cái oán kết là do sát sanh mà tạo ra. Thầy trò mà oán kết cũng từ nơi cái sắc sanh mà tạo ra. Bạn bè mà oán kết cũng từ nơi cái sắc sanh mà tạo ra. Cướp sinh mệnh của người khác để phục vụ sinh mệnh của mình, thì chúng sinh bị cướp mất cái sinh mệnh đó, sao không oán đối chúng ta được? Mà oán đối thì phải làm gì? Oán đối thì phải gặp nhau. Gặp nhau dưới cái dạng trá hình vợ chồng, cha con, anh em, bạn bè, để mà kích bác nhau, mà hại nhau. Cho nên vợ hại chồng, chồng hại vợ, thì có cái nạo hại nào mà ghê gớm hơn nữa đâu. Cha mẹ hại con cái hại cha mẹ, bạn bè hại nhau, thế giới con người hại nhau, thì có cái sự tàn hại nào tàn hại hơn nữa đâu. Nhưng mà tất cả cái đó đều đi từ nơi cái nghiệp có oán đối, mà nghiệp đó từ nơi cái sát sanh mà tạo ra. Dịch bệnh cộng từ nơi cái sát sanh này mà tạo ra. Cho nên chúng ta nguyện giữ giới không có sát sanh, để chúng ta tránh cái quả báo xấu. Cái ứng oán là từ nơi cái sát sanh này mà tạo ra. Cho nên từ đó mà chúng ta có cái lòng từ bi lớn. Không sát sanh là có cái lòng từ bi lớn. Và không sát sanh thì chúng ta mới có khả năng bảo hộ những người thân yêu của chúng ta. Họ thấy chúng ta như là ngưỡng mộ thánh hiền, bởi vì cái tâm không sát sanh của chúng ta quá lớn. Cái sự không nạo hại của chúng ta đối với mọi người quá lớn. Và cho nên mọi người thấy chúng ta như ngưỡng mộ thánh hiền. Chúng sanh thấy chúng ta như là ngưỡng mộ các cái bậc cao đức. Mà muốn giảm cái nghiệp này thì trước hết là mình không sát sanh, rồi sau đó mình tiến tới ăn chay. Ăn chay mình niệm Phật chứ, có ai nói ăn mặn niệm Phật đâu. Ăn mặn mà niệm Phật cũng có, nhưng mà có những vị mà đại Bồ Tát đôi khi họ ăn mặn họ niệm Phật. Vì sao mà ăn mặn niệm Phật? Là bởi vì họ biết rằng là họ nhiều đời nhiều kiếp, họ ăn thịt chúng sinh rồi. Cho nên bây giờ ăn chay thì không có cái sinh mệnh của chúng sinh, cho nên họ ăn mặn để họ có cơ hội tiếp xúc với những chúng sinh đó. Và họ ăn mặn nhưng mà họ có tàm, có quý, xấu hổ. Họ nói tôi ăn đây là để tôi cầu nguyện cho quý vị. Quý vị vào chúng tôi tu, quý vị cũng tu theo. Nhưng mà đây là những vị Đại Bồ Tát thôi nghe, chứ còn chúng ta chưa phải Đại Bồ Tát. Đôi khi ăn là chúng ta bị vô minh nó cuốn liền, cho nên gắp một miếng thịt ngon là ưa gắp thêm một miếng nữa. Cho nên ăn như vậy là ăn oán đối, chứ không phải là ăn ở trong cái tâm từ bi, ăn ở tâm giải, người là tâm giải tỏa oán kết. Cho nên những người ăn mặn á, là còn phải niệm Phật nhiều hơn người ăn chay nữa, nghe chưa? Nói ăn chay niệm Phật á, là mình nói thuần duyên mà tu. Còn ăn mặn niệm Phật là nghịch duyên mà tu. Hiểu chưa? Cho nên người mà ăn chay niệm Phật á, là mình ăn chay mình niệm 10 niệm thôi. Nhưng mà người ăn mặn mà niệm Phật là phải niệm 100 niệm khi đó mới được. Bởi vì mình vừa niệm cho mình mà vừa niệm cho chúng sinh đang còn nằm trong cái bữa ăn của mình nữa. Niệm giúp cho họ nữa, để giải tỏa những cái oán kết mà chúng sinh đang còn nằm trong cái bữa ăn của mình. Cho nên người ăn mặn mà niệm Phật á, là người đó phải niệm 1000 lần, chứ không phải 100 lần đâu, không phải 10 lần đâu, không phải vô mà vai gì mà ăn đâu, mà phải niệm 1000 lần trước khi ăn. Niệm mà vừa niệm vừa thấy xấu hổ quá vì do cái nghiệp báo. Cho nên không có các bạn là tôi nhớ mùi tanh lắm,
tôi nhớ cái mùi tanh hôi này lắm, nhưng mà không bỏ được là vì hôi nhưng mà nhớ. Biết hôi mà nhớ, biết tanh mà nhớ, dễ sợ lắm, cái nghiệp của mình nó trói. Quý vị hiểu chưa? Cho nên người ăn mặn niệm Phật cũng được, nhưng mà người ăn mặn niệm Phật thì gắng niệm 1000 niệm trước khi ăn. Phải nhấn mạnh điều này nghe, chúng tôi nhiều người lợi dụng á. Lợi dụng nói là thầy Thái Hòa giảng nói người ăn mặn niệm Phật cũng được, cũng như người ăn chay nói như vậy là xuyên tạc á. Tôi nói được, ăn mặn niệm Phật được, nhưng mà người ăn mặn phải niệm Phật đến 1000 biến. Vì sao? Bởi vì vì niệm cho mình mà còn niệm cho những chúng sanh ở nơi đó, và mong giải tỏa những cái oán kết khi mình ăn họ vào trong cơ địa mình. Đó. Cho nên ăn chay niệm Phật cũng được, mà ăn mặn niệm Phật cũng được. Nhưng mà ăn mặn thì niệm Phật hơi vất vả. Phải không? A-di-đà-phật. Như vậy đại chúng thấy là cái pháp môn niệm Phật có dễ thương không? Ăn chay niệm cũng được, ăn mặn niệm cũng được. Chứ có đâu dành riêng cho người ăn chay niệm Phật, còn người ăn mặn không niệm đâu. Cho nên người ăn mặn cũng có cơ hội rất nhiều đối với Phật Pháp, đối với danh hiệu Đức Phật A-di-đà, phải không? Cho nên mình quy y rồi mà mình còn giữ giới. Giữ giới không có sát sanh, mình giải tỏa được quán kết giữa mình với những người thân yêu trong gia đình mình, giữa mình với chúng sinh. Và mình trở thành là người bạn của tất cả chúng sinh. Cho nên trong kinh có kể có chuyện Ngài Xá Lợi Phất ấy, với Đức Phật. Có một chú chim, nó tới nó đậu trên thân của tôn giả Xá Lợi Phất. Nó đậu xí thôi, mà nó sinh ra nhiều sợ hãi lắm. Cho nên nó đậu một xí trên thân của Ngài Xá Lợi Phất xong, thì nó bay qua nơi Đức Thế Tôn. Nó đậu trên Đức Thế Tôn, nó đậu lâu lắm, mà nó vui lắm, nó hót hay lắm, nó an toàn lắm. Thì tôn giả Xá Lợi Phất tới thưa Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con thấy chú chim đó đậu trên con sao nó nhiều dao động, nó nhiều lo lắng lắm. Con cảm giác nó có nhiều lo lắng, nó nhiều sợ hãi trong tâm của chú chim đó. Nhưng mà khi chú chim đó qua đậu nơi Đức Thế Tôn là chúng con quan sát và thấy chú đậu một cách bình yên, chú đậu một cách hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn nói, này tôn giả Xá Lợi Phất, đời này tôn giả không ăn thịt, nhưng mà cái tập khí ăn thịt nhiều đời vẫn còn ở nơi thân của tôn giả. Cho nên chú chim này khi chú đậu, chú sinh ra sự sợ hãi. Còn Như Lai thì vô lượng kiếp không có tàn hại chúng sinh, không có ăn thịt chúng sinh. Và tâm từ bi nơi Như Lai lớn, cho nên chú chim đậu nơi thân của Như Lai, chú thấy an toàn, bình yên. Cho nên đời này mình không ăn thịt, nhưng mà cái tập khí nhiều đời cũng còn, cái hơi hám đó nó còn. Cho nên nó tinh tế lắm. Cho nên thỉnh thoảng đời này mình ăn chay rồi, ăn chay được đời hai đời rồi, mà thỉnh thoảng cái đời thứ ba, thứ tư, cái tập khí từ ba, bốn đời trước, thỉnh thoảng nó cũng ửa lên. Cái hơi của mình có chút tinh tanh ở trong. Thỉnh thoảng tu còn nhớ chút mặn mặn trong, phải không? Thôi, ột dột lắm, xấu lắm. Biết rồi, nói thôi, tu tập đi. Các cái cầu tâm hành của tôi ơi, lắng yên đi để cho phiền não tôi lắng xuống, nghiệp chướng của tôi không còn tạo ra nữa. Chứ còn thỉnh thoảng cầu quầy quầy nên tôi nhớ lắm. Rồi tôi bỏ chùa tôi về, tôi bỏ để tu tôi về, tôi bỏ đại chúng tôi về, do cái tập khí đó. Mà mình không biết đình chỉ nó lại, không biết giám sát nó bằng cái niềm tin của mình, không biết giám sát nó bằng cái tâm tàm quý của mình. Đó. Và cho nên thỉnh thoảng nó ửa lên. Cho nên mình cố gắng lên nghe chưa? Mà đại chúng phải biết mình rõ hơn ai hết. Tôi nói như vậy thôi. Như nhân tử chiếu kính, hảo chú sinh hơn thích, phải không? Đó. Như người tự soi gương, đẹp xấu thì tự biết lấy. Cho nên là chúng ta cố gắng giữ năm giới. Nếu chúng ta giữ được một giới thì phước báo đến với chúng ta một giới. Chúng ta giữ được hai giới thì phước báo đến với chúng ta hai giới.
Chúng ta giữ ba giới thì phước báo đến với chúng ta ba giới. Chúng ta giữ bốn giới thì phước báo nó đến với ta bốn giới. Mà ta giữ năm giới, phước báo nó đến với ta năm giới. Mà ta giữ quy tam bảo và giữ năm giới như vậy mỗi ngày thì phước báo nó đến với chúng ta mỗi ngày. Mà ta giữ một đời thì phước báo đến với chúng ta một đời. Mà chúng ta giữ nhiều đời thì phước báo đến với chúng ta nhiều đời. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta từ vô thị kiếp cho đến ngày hôm nay, chúng ta vào ra sinh tử không biết bao nhiêu đời rồi, phải không? Cho nên mình mới tu một đời chứ ăn thua gì với cái mà mình đã tạo ra vô lượng kiếp sai lầm về trước, phải không? Như vậy thì mình quy y mà chỉ có một lần bà nói như với thầy là con quy y từ nay cho đến trọn đời bà đi thẳng tắp luôn, không biết thầy là ai, không biết tam bảo là ai, không biết chúng tăng là gì cả. Quy y như thế thì thành ra quy y không? Cũng có, nhưng mà quy y bà lơn. Quy y không có tín tâm, không có đặt cái sinh mệnh của mình vào ở trong cái sự tồn tại của chánh pháp và không gắn liền cái sinh mệnh của mình ở trong chánh pháp, ở trong Đức Phật. Cho nên mình phải quy y là đặt hết cái sinh mệnh của mình vào ở trong Phật Pháp. Sinh mệnh của mình là sinh mệnh của Phật Pháp. Thì may ra tất cả những cái tập khí không phải Phật Pháp, nó mới không có cơ hội bén mặt tới. Thay đổi cả cái chủng tử tâm hành của chúng ta, từ hữu lậu trở thành vô lậu, từ trói buộc trở thành giải thoát. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng quang, là vô lượng thọ, là vô lượng công đức, có phải không? Như vậy thì vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà, mà khi mình niệm ánh sáng đó, nó rọi vào ở trong tâm tư của mỗi chúng ta. Nó làm cho cái tập khí sai lầm của chúng ta nó được chuyển hóa. Cũng như bóng đêm trong tâm thức chúng ta, khi mà ta bật ngọn đèn của Nam Mô A Di Đà Phật vào thì bóng đêm nó tự tan đi. Mà chúng ta tắt đèn thì bóng đêm nó xuất hiện trở lại, có phải không? Cho nên chúng ta phải thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ánh sáng vô lượng quang Đức Phật A Di Đà thắp sáng lên ở nơi tâm của chúng ta, để cho mọi cái tâm hành bất thiện, mọi cái tâm hành không phù hợp với ánh sáng nó tiêu tan. Và chỉ có những tâm hành phù hợp với ánh sáng thì nó hòa nhập với ánh sáng là một. Cho nên thiện căn của chúng ta trở thành ra là thiện căn với Đức Phật A Di Đà là một, và từ đó nó tiến tới. Và khi mà có ánh sáng của Đức Phật A Di Đà rọi vào trong tâm tư của mỗi chúng ta thì rõ ràng chúng ta không còn sống về tà kiến, chúng ta không còn sống vô minh, chúng ta thoát ly được cái nghiệp đạo bất thiện đối với sát, nghiệp đạo bất thiện đối với trộm, nghiệp đạo bất thiện đối với dâm, nghiệp đạo bất thiện đối với nói dối, nghiệp đạo bất thiện đối với nói hai lưỡi, nghiệp đạo bất thiện đối với nói thêm thắt, nghiệp đạo bất thiện đối với nói thô lỗ. Tâm chúng ta, những hạt giống tham nó lắng xuống, những hạt giống sân nó lắng xuống, giống thuộc về si mê tà kiến nó lắng xuống, nó trả lại cho tâm ta một không gian thanh tịnh, một không gian sáng choang, một không gian thanh thang vô tận. Khi mà ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, mà ta không giữ giới, không sát sanh, thì rõ ràng là ta có niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi nữa mà tâm ta sát vẫn còn thì thọ mạng chúng ta vẫn ngắn ngủi như thường. Cho nên giữ giới không sát sanh là để cho làm sáng lên cái vô lượng thọ của Phật A Di Đà nơi tâm chúng ta. Không sát sanh là nhân, mà vô lượng thọ hay là sống lâu là quả. Cho nên chúng ta muốn sanh về tịnh độ mà sát sanh thì không thể sanh tịnh độ được rồi, phải không? Bởi vì tịnh độ chư thiên và nhân loại ở đó sống lâu vô lượng. Mà chúng ta sát sanh thì làm sao mà tương thích với cái đời sống sống lâu vô lượng được. Cho nên chúng ta niệm Phật A Di Đà thì không có sát sanh. Và chúng ta niệm Phật A Di Đà thì không có trộm cắp. Bởi vì
trộm cắp làm cho mình nghèo, mà thế giới Tịnh Độ Phật A Di Đà là thế giới giàu có, công đức vô lượng mà, y báo chánh báo trang nghiêm. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta tà hạnh là không được rồi, bởi vì thế giới Tịnh Độ Phật A Di Đà là y báo chánh báo đều là trang nghiêm, nhân và quả đều là trang nghiêm. Mà chúng ta tà hạnh thì tâm bất chính thì thân tướng xấu xí lắm, thân tướng dị hợm lắm. Cho nên là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để có một y báo chánh báo trang nghiêm thì rõ ràng là phải giữ giới, không có tà hạnh. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải giữ giới, không nói dối. Bởi vì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà toàn là các bậc thượng thiện nhân câu hỏi hết, toàn là những người hay là chư thiên hay các vị Bồ Tát ở đó đều là do bạn nguyện mà sanh về đó. Cho nên toàn là những vị có danh dự tuyệt vời trong mười phương mới về Tịnh Độ Phật A Di Đà. Do đó Tịnh Độ Phật A Di Đà nó đầy đủ cả năm thừa nghe quý vị, đáp ứng được cái nhu cầu tu học của mọi thành phần từ phạm tới thánh. Nhân loại mà những cái bậc mà phước đức lớn mới được sanh về Tịnh Độ, do cái phước họ và họ có ước nguyện như vậy cho nên họ sanh về đó. Chư thiên cũng sanh về đó, Tịnh Độ Phật A Di Đà. Cho nên Tịnh Độ Phật A Di Đà có cả đầy đủ thế giới người và trời sống lâu vô lượng, và cũng có ánh sáng vô lượng. Quý vị đọc kỹ 48 đại nguyện sẽ thấy những gì tôi chia sẻ. Và thế giới Tịnh Độ Phật A Di Đà không có ba đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là đại nguyện thứ nhất. Và đã sanh về đó rồi thì không còn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là đại nguyện thứ hai. Và sinh về đó rồi thì thân tướng rất đẹp, hình sắc nó tương đồng với nhau. Đó là đại nguyện thứ ba, thứ tư. Đó. Cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng chúng ta không có giữ giới thì không có phước báo để chúng ta sanh về đó đâu. Cho nên tối thiểu là chúng ta phải giữ cho được năm giới. Và tối thiểu chúng ta phải quy Tam Bảo, mà quy đời đời kiếp kiếp và giữ năm giới. Thì đó là cái phước đức nó lớn lên trong đời sống chúng ta. Thì khi đó chúng ta mới nói chuyện là sanh về thế giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Và chúng ta phải có ước nguyện cầu sanh bằng tất cả cái tín tâm của mình, bằng tất cả những cái ước nguyện của mình và bằng tất cả hành động thực tế của mình trong cái đời sống này để mình hướng về Tịnh Độ Phật A Di Đà. Như vậy là chúng tôi mới chia sẻ quý vị một phần nào cái nội dung của pháp thoại thôi. Còn một cái phần gọi là nhân duyên tu tập Tịnh Độ của các hành giả. Để hy vọng những khóa tu tới chúng tôi sẽ gặp quý vị và quý vị sẽ gặp chúng tôi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm những điều này. Chọn bây giờ hết giờ rồi.